Trời Phật thương tình, cát tinh cao chiếu, tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, nữ mạng, bước sang năm Giáp Thìn 2024. Nếu như nắm bắt được ba cơ hội này thì sẽ giàu sang phú quý hơn người, tiền tài như ý, lộc lá đầy nhà, an nhàn hưởng phúc lớn cho đến cuối cuộc đời. Quý thính chủ tuổi Bính Thìn thân mến, người xưa có quan điểm rằng trời sinh mọi người mọi số phận và sống hay là chết cũng là do số phận định đoạt riêng cho từng người, hành sự tại nhân, vạn sự tại thiên. Mọi may mắn đều là do số phận ông trời đã an bài, số phú quý sang hèn của mỗi người đều là do số phận quyết định và cũng không có số phận nào là thập toàn, thập mỹ. Mới đây nhất, khi xem lá số tử vi của 12 con giáp trong năm Giáp Thìn 2024, các nhà tử vi học hàng đầu phương Đông đã chỉ ra rằng quý thính chủ tuổi Bính Thìn, nữ mạng, chỉ cần nắm bắt được cơ mệnh này thì sẽ xoay chuyển được càn khôn, đạt được mọi điều như ý, vạn sự như mơ, muốn gì được nấy, cầu tài cầu lộc đều vượn toàn, lại tránh được đại hạn, xua tan vận xui điều bán, khiến cho vận trình được hanh thông, may mắn bội phần. Từ đó tài lộc ùn ùn kéo đến, trúng số liên tiếp, đổi đời mà giàu sang phú quý hơn người. Vậy vận trình của quý thính chủ tuổi Bính Thìn, nữ mạng, diễn ra trong năm Giáp Thìn 2024 tới đây như thế nào? Ba cơ hội vàng trong năm đó là những cơ hội gì? Làm sao để giải hung hóa cát? Làm sao để thay đen đổi đỏ? Thì ngay bây giờ xin mời quý thính chủ tuổi Bính Thìn cùng theo dõi luận giải nội dung chi tiết nhé. Đầu tiên, thông tin đặc trưng phân biệt người tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, nữ mạng. Bính Thìn thường gọi là thiên thượng chi long, tức rồng trên trời, cung chấn, trực kiên, mạng sa trung thổ, đất pha cát, khắc dương liễu mộc, con nhà huỳnh đế, phú quý, xương con rồng, tướng tinh con chuột, bà chúa ngọc độ mạng, thiên can bính, tương hợp, tân, tương hình, canh, nhâm, địa chi, thìn, tam hợp, thân tý thìn, tứ hành xung, thìn tuất sửu mùi. Bính Thìn với nạp âm hành thổ, do can bính hỏa ghép với chi thìn thổ, hỏa sinh nhập thổ, tức can sinh chi, ngũ hành nạp âm và cả can chi đều tương hợp. Vậy nên Bính Thìn thuộc lứa tuổi có căn bản vững chắc, thực lực hơn người, gặp nhiều may mắn, ít bị trở ngại trên đường đời. Nếu ngày sinh có hàng can, mậu, kỷ, sinh giờ sửu, mùi, còn được hưởng phúc lớn của dòng họ. Tuổi Bính Thìn nữ mạng là mẫu người tinh tế, biết tiếp thu ý kiến của người khác, nhưng khi cần thiết, họ rất kiên quyết bảo vệ lập trường của mình. Họ còn là người khá nhạy cảm trong việc nhìn nhận và giải quyết vấn đề. Phụ nữ tuổi Bính Thìn thuộc mệnh thổ còn là người có tinh thần cầu tiến, lại chăm chỉ, nhẫn nại, luôn tích cực làm việc không quản ngại khó khăn. Đầu óc tư duy linh hoạt, nếu tiếp tục nỗ lực thì chắc chắn sẽ đạt được thành công lớn, có điều bỏ dở giữa chừng lại là một trong những thói xấu của người này. Bính Thìn mệnh thổ rất lương thiện, dễ mùi lòng, đây là bản tính của họ chứ hoàn toàn không có chút gì giả tạo. Tuy họ luôn có mong muốn lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ, nhưng tính cách không rõ ràng nên cuộc sống họ khá nhiều bình yên. Thực ra, người này chỉ cần cố gắng chăm chỉ thì với tố chất của mình, họ hoàn toàn có thể trở thành lãnh đạo, quản lý xuất sắc, có quyền lực trong tay, đủ sức tạo phúc cho nhân dân. Tuổi Bính Thìn nữ mạng, rất thoải mái, linh hoạt trong cách giao tiếp, với vẻ ngoài thanh lịch, họ dễ tạo được thiện cảm với người xung quanh, đặc biệt là những người khác giới, nụ cười luôn rạng ngời trên môi và ánh mắt thân thiện cũng là ưu thế của họ trong giao tiếp. Người tuổi Bính Thìn sống bao dung, chân thành, vì vậy bạn bè, người thân luôn tìm đến họ để sẻ chia nỗi niềm tâm sự. Nhưng tuổi Bính Thìn lại giải quyết mọi việc đều bằng lý trí, không vì tình cảm riêng mà ảnh hưởng đến công việc chung. Họ dễ nóng giận và cũng dễ tha thứ cho người khác, không bao giờ ôm thù hận trong lòng. Họ là những người hành động mạnh mẽ, dứt khoát và vô cùng quyết đoán. Tuổi Bính Thìn một khi đã đặt ra mục tiêu cho mình thì nhất định sẽ thực hiện được. Tuy nhiên sự tự tin thái quá như một con dao hai mặt, nếu chủ quan, con dao ấy có thể đâm sau lưng họ bất kỳ lúc nào. Phụ nữ tuổi Bính Thìn luôn đấu tranh để tìm được sự bình đẳng trong cuộc sống. Họ thích làm việc thiện và kêu gọi mọi người xung quanh gia nhập vào những tổ chức từ thiện, ủng hộ giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Họ là những cô nàng thoải mái, năng động, hòa đồng với mọi người xung quanh. Họ giản dị trong cả phong cách ăn mặc, không quá cầu kỳ, đó là lý do tại sao
bạn sẽ luôn thấy hình ảnh cô nàng tuổi Bính Thìn với những bộ trang phục đơn giản, thoải mái, chứ không phải những bộ váy áo sexy. Phụ nữ tuổi này trông bề ngoài thì có vẻ rất cứng rắn, kiên quyết, nhưng nội tâm khá hiền lành và mềm mỏng, nhân hậu, đôi lúc đa sầu, đa cảm. Họ cũng có lúc để lộ sự cố gắng gồng mình tỏ ra mạnh mẽ, để lên dây cót tinh thần, nhưng ẩn bên trong lại khác, tuy tiền vận có vất vả, gập ghềnh sóng gió, nhưng giai đoạn trung vận, tuổi Bính Thìn từng ngày gặt hái được nhiều thành công, khiến nhiều người ngưỡng mộ. Không ít người tuổi Bính Thìn, chưa đến 40 đã có tất cả. Nhìn chung, một khi tuổi Bính Thìn đã bắt tay làm việc gì, thì sẽ tạo được thành quả ngoài mong đợi, nhưng họ cũng có một nhược điểm, là một khi cảm thấy chán chường, mệt mỏi, họ trở nên yếu ớt và có thể bỏ ngang tất cả mọi thứ trước đó. Những lúc này, chỉ cần có những người thân, người bạn luôn ở bên cạnh, kiên trì động viên và cổ vũ, thì những cô nàng tuổi Rồng sẽ có thêm động lực lớn lao để vượt qua hết thảy. Nguồn động lực đó tạo ra sự an tâm rất lớn cho Bính Thìn, là chìa khóa để họ bứt phá mọi hoàn cảnh, chông gai. Thế nên trải qua chặng đường đó, mỗi một năm trôi qua, Bính Thìn lại phát triển lên một bậc, gây dựng cho mình sự nghiệp vững chắc. Tiền bạc tích lũy được cũng rất nhiều, càng lớn tuổi, nữ mạng tuổi Bính Thìn càng được quý nhân phù trợ, nhiều người càng giàu có, sung túc, cuộc đời viên mãn. Xét tổng quan tử vi nữ mạng tuổi Bính Thìn trong năm 2024. Những người tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 khi bước sang năm 2024 sẽ phải đương đầu với năm tuổi của bản mệnh và lâm vào cục diện thái tuế. Cho nên vận trình của người tuổi Thìn nói chung sẽ gặp phải những điều bất ổn và khó khăn. Những người tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 cũng sẽ không ngoại lệ. Năm 2024, Bính Thìn sẽ khó có được cảm giác thành thơi đúng nghĩa. Tuy nhiên, khác với các tuổi Thìn khác thì tuổi Bính Thìn có bố cục thiên địa bình hòa, ngũ hành lại tương sinh, cho nên năm 2024 giảm đi nhiều khó khăn và gia tăng may mắn cho tuổi Bính Thìn. Dù phạm vào năm tuổi và thái tuế, nhưng người tuổi Bính Thìn làm gì cũng có quý nhân che chở, sự nghiệp có thêm cơ hội thăng tiến. Dù vậy, Bính Thìn cũng nên lưu ý, năm 2024 cũng không nên quá háo thắng. Trong làm ăn, tránh tham gia vào các lĩnh vực có tính chất mạo hiểm, muốn làm giàu nhanh. Như chúng ta thấy, cuối năm 2023 và đầu năm 2024 tới đây, những người tham gia vào đầu phiếu, đầu tư cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản hoặc gửi lãi vay ngân hàng quả thật sẽ mang trong mình đầy nỗi bất an và lo lắng. Chưa biết là có kiếm được nhiều tiền hay không, nhưng ngày đêm lo lắng, cộng dồn với đó là các khoản phí bảo hiểm gói vay và lãi suất vẫn tăng, đó cũng là gánh nặng cho tất cả các con giáp. Phạm năm tuổi, cùng với đó là năm đại hạn lớn nhất trong vận trình đời người là 49 tuổi, nên Bính Thìn cần lưu tâm nhiều hơn về phương diện tài chính và sức khỏe. Sau đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sâu hơn về đại hạn 49 tuổi có gì nguy hiểm. Chẳng vô cớ mà ông bà ta xưa lại có câu 49 chưa qua 53 đã tới hay 49 bước qua 53 bước lại. Ở giai đoạn này, tin chắc là 10 người thì hết 9 người cảm thấy ớn lạnh vì sẽ không ít những sự kiện lớn đầy thách thức đã xảy ra. Nói chính xác là giai đoạn khổ nạn, thất bại, mất mát tài sản, ly tán, chia xa, phá sản, điều gì cũng có thể xảy ra. Vậy thì, tại sao ông bà ta lại có câu nói 49 chưa qua, 53 đã tới? Ở giai đoạn này, điều gì làm nên những vận hạn xấu? Tại sao nó lại xấu? Xấu tại vì đâu? Theo quan niệm dân gian, thì mỗi người đều trải qua những tuổi hạn nhất định. Nhiều người vẫn tin rằng, thông thường vào năm hạn sẽ gặp những chuyện không hay, thậm chí là mất mạng. Trong thực tế thì bất cứ thời gian nào trong cuộc đời đều có thể gặp vận hạn xấu, nhưng xem tử vi hai tuổi 49, 53 là tuổi hạn nặng nhất trong đời người. Trong dân gian có nhiều cách giải vì sao tuổi 49, 53 chúng ta gặp rủi ro nhiều hơn. 49 tuổi tương ứng với nam gặp sao Thái Bạch, nữ gặp sao Thái Âm. 53 tuổi tương ứng, nữ gặp sao Thái Bạch, nam gặp sao Thái Âm. Mà Thái là quá, Bạch là trắng, chủ về, tang chế, tai nạn, xương cốt. Âm là tối, đen, nước, hiểm trở, chủ về ốm đau, bệnh tật, nhẹ thì phải điều trị liên quan tới giao kéo, nặng thì có thể khó qua khỏi. Ngoài ra, 49 tuổi, đàn ông gặp hạn toán tận, đàn bà gặp hạn huỳnh tuyền. 53 tuổi, đàn ông gặp hạn diêm vương, đàn bà gặp hạn thiên la. Đây cũng đều được coi là những hạn nặng nề với một đời người. Vậy nên, mới nói hạn 49, 53 thường gặp hạn về tang chế, về sức khỏe, về bệnh tật hoặc may mắn hơn chỉ ảnh hưởng về phần kinh tế.
Từ tuổi 49, 53 trở đi, cả nam giới và nữ giới tuổi này đều không được khỏe vì khả năng ăn uống kém dần, không đảm bảo dinh dưỡng nên sinh ra nhiều bệnh tật. Riêng phụ nữ rơi vào thời kỳ tiền mãn kinh nên tuổi này tâm lý bất ổn, hay cáu gắt, hoa mắt, chóng mặt, nhức đầu, ù tai, kinh nguyệt thất thường, hay bị bốc hỏa và cảm giác lạnh trong người xen kẽ. Đối với nam giới cũng dễ mắc các bệnh thông thường như cảm cúm, viêm họng, viêm phế quản hay thậm chí bộc lộ nhiều bệnh tật như tiểu đường, tăng huyết áp, rối loạn lipid, thoái hóa khớp. Nhiều bệnh tật do tuổi trẻ không chăm sóc, giữ gìn sức khỏe cũng là điều dễ hiểu và do đó, nguy cơ thiệt mạng khi ở độ tuổi ở bên kia sườn dốc là rất dễ xảy ra. Vì thế, ta cần biết và tin điều này để từ trẻ nên hiểu rõ tình hình về giai đoạn quan trọng này để sớm tìm cách cải thiện, củng cố cho sức khỏe trước khi bước vào tuổi 49. Khi làm được điều đó, thì trong tương lai, sức khỏe của chúng ta mới được đảm bảo, giai đoạn 49, 53, không có gì đáng sợ nữa. Người ta thường nói, qua giai đoạn này mà không gặp bệnh gì quá nặng, thì cơ hội chúng ta sống thọ tới 100 tuổi là hoàn toàn có thể xảy ra. Do vậy, ta chỉ cần chú ý tốt hơn về sức khỏe, cũng như lao động, cân bằng cuộc sống, tâm lý. Nếu làm được như vậy, thì năm đại hạn 49 hay 53 cũng không có gì phải đáng lo ngại nữa. Xem tử vi 2024 của nữ mạng tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, theo can chi, ngũ hành. Xét về thiên can, Bính gặp Giáp là bình hòa. 2024 không phải là năm quá nhiều hung hiểm, ngược lại, có tốt xấu đan xen, đương số vẫn đạt được ít nhiều thành công theo kế hoạch. Xét về địa chi, tuổi Bính Thìn bước vào năm tuổi, vận khí có thăng trầm nhất định nhưng vẫn còn cơ hội để tỏa sáng. Tài lộc có ra có vào, biết chi tiêu hợp lý, vẫn có thể tích lũy được một khoản tiền lớn. Xét về ngũ hành, bản mệnh được lưu niên tương sinh, vận khí vượng, lúc khó khăn, nguy khốn, có người đứng ra ứng cứu, công việc tưởng chừng vất vả nhưng lại thu về thành quả đáng mừng. Tiểu kết, xét về mối quan hệ can chi và ngũ hành với năm 2024, nữ mạng Bính Thìn, sinh năm 1976, được dự báo sẽ có một năm Giáp Thìn bình hòa, có nhiều cơ hội để phát triển, song mọi thứ cần sự nỗ lực nhiều hơn mới đạt được kết quả tốt. Tài lộc có thu, có chi, cần cân đối thu chi, tập trung tích lũy để đảm bảo cho tương lai. Xem tử vi Bính Thìn, sinh năm 1976, nữ mạng, theo sao hạn. Năm 2024, nữ Bính Thìn gặp sao Thái Âm chiếu mệnh. Sao Thái Âm thuộc chòm sao Bắc Đầu Tinh, tính âm thủy, tên thường gọi là Nguyệt. Sao Thái Âm là các tinh trong chòm Trung Thiên Đầu, hóa khí là phú, giàu và tài bạch, chủ cung điền trạch. Tiền tài của sao Thái Âm được do tích lũy dần, một thời điền bạc ổn định, thuộc tính âm dương của sao Thái Âm là âm thủy, là tinh túy của nước. Sao Thái Âm thường mang tới cho người phụ nữ sự điều hòa, luôn vui vẻ, hạnh phúc, có tiền tài và được thỏa mãn những ước mơ của mình. Thái Âm rực rỡ cung hằng, tháng 9 tiền bạc dư ăn để dành, tháng 10-11 hạn hành, tránh hai tháng ấy mới lành bản thân. Sao Thái Âm còn tượng trưng cho mặt trăng, với ý nghĩa soi sáng, tỏ trường, trong năm nếu có sao này chiếu mệnh, thì vận hội thành công như vũ bão, năm có sao Thái Âm chiếu chủ về danh lợi, cuộc sống sung túc và tràn đầy hạnh phúc. Đặc biệt, trong năm được sao này chiếu mệnh, nên bản mệnh làm việc trong lĩnh vực liên quan đến bất động sản, như mua bán nhà đất, sửa chữa, xây dựng, sẽ nhận được nhiều cát lợi, từ đó thu bội tiền bạc. Nhìn chung, những người được sao Thái Âm chiếu mạng sẽ gặp nhiều may mắn, sự nghiệp phát triển rực rỡ, tiền bạc rủng rỉnh, cuộc đời tươi sáng. Tuy nhiên, nếu sao Thái Âm hãm địa, đồng cung với Văn Khúc thì phần lớn làm nghề tự do. Sao này mất ánh sáng ở các con Giáp, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, trong khi đó các con Giáp, Dậu, Tuất, Hợi, Tý là miếu địa, vượng địa. Và cung, Sửu, Mùi có sao Thái Dương đồng cung là chỗ bình hòa thêm các tinh cùng tốt, gặp sát xung phá thì bất lợi. Ngoài ra, nếu sao Thái Âm ở cung Tật Ách thì có chứng tiểu đường, âm hư, phong thấp, sa bỉu, chướng nước, can vượng, tật mắt. Bên cạnh đó, sao sẽ tối kỵ đồng cung với sao Dương Nhẫn, tiền tài bị phá tán, bị sao của vợ, con gái, mẹ, xung phá, nên phụ nữ trong nhà có hình khắc, thương vong. Sao Thái Âm ở điền trạch, chủ về giàu có, nếu sống gần các vùng đất thấp, ít ánh sáng, gần sông, hồ, khe suối, giếng nước thì tốt hơn. Vì vậy, trong năm được sao Thái Âm chiếu mạng, Bính Thìn nữ mạng, dù được thuận lợi nhưng cũng không nên chủ quan, tiền tài dư giả nhưng cũng không nên tiêu xài lãng phí, lên mặt với người.
Vào tháng Kỷ nhất là tháng 11, dễ suy nghĩ nhiều, tâm lý biến đổi, thế nhưng cũng đừng vì thế mà buồn lo, trầm cảm. Cuộc đời con người đều phải trải qua đủ tuần hoàn của cửu diệu, thời vận thăng trầm, vì thế muốn phúc trạch kéo dài, mệnh chủ nên hành thiện, tích đức, chú ý ngôn hạnh. Xem tử vi nữ mạng tuổi Bính Thìn, theo niên hạn là hạn Huỳnh Tuyền. Huỳnh Tuyền có nghĩa là suối vàng, đó là con suối nước màu vàng lấp lánh ở dưới âm phủ. Nghe tới âm phủ là đã thấy tăm tối, nặng nề rồi, vậy là không hề an toàn, đầy nguy hiểm. Gặp hạn Huỳnh Tuyền có thể đau ốm tới mức có thể từ giã trần ai, rũ bỏ bụi trần, ngao du tiên cảnh. Chính vì thế, chắc chắn đây là kiếp nạn nặng nề nếu gặp phải. Hạn Huỳnh Tuyền tốt xấu như thế nào? Khi nói tới hạn Huỳnh Tuyền, người xưa có câu Huỳnh Tuyền bệnh nặng nguy vong, tam kheo đau mắt đề phòng tay chân. Vậy là có thể thấy, gặp hạn Huỳnh Tuyền là hạn hoàn toàn xấu, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng, cần hết sức cẩn trọng. Về sức khỏe, người gặp nạn này dễ mắc đau đầu, chóng mặt, ảnh hưởng nhiều tới sinh hoạt hàng ngày. Đặc biệt, các bệnh liên quan tới mắt, tay chân, do đó, trong sinh hoạt, công việc hàng ngày cần phải được chú ý. Trong làm ăn, hạn Huỳnh Tuyền sẽ mang tới khó khăn, bất lợi sẽ dồn tới nếu công việc kinh doanh buôn bán bằng đường thủy hay liên quan tới sông nước. Vì Huỳnh Tuyền chính là suối vàng, tham gia vào các hoạt động kinh doanh buôn bán trên sông nước sẽ cực kỳ nguy hiểm khi gặp phải hạn này. Tốt hơn hết nên tránh những hoạt động kinh doanh trên sông nước để không gặp phải hậu quả khôn lường. Cuộc sống không nên liên quan tới tòa án, dù làm việc gì hay vì ai, dù là đứng ra làm chứng hay có liên quan trực tiếp trong những rắc rối pháp luật đó, vì bạn sẽ gặp phải tai họa, mất tiền mất của, không có bình an trong gia đình. Khi gặp hạn Huỳnh Tuyền, người gặp nạn này sẽ dễ mắc bệnh tật, một khi có bệnh tật sẽ lại dẫn tới nhiều hệ lụy khác. Bạn sẽ phải hao tốn tiền của, vì thuốc thang, chữa trị, không những vậy, còn tốn thời gian, công sức, chẳng thể tham gia vào những hoạt động công việc khác. Sức khỏe không tốt cũng dẫn tới không thể làm tốt công việc, kinh doanh, không đưa ra được ý kiến quyết định đúng đắn, dẫn tới nhiều thất bại, khó khăn, thậm chí có thể khiến cuộc sống trở nên bế tắc. Ngoài ra, vì Huỳnh Tuyền là suối vàng nên tuyệt đối tránh xa sông nước. Tiểu kết, nữ mạng Bính Thìn may mắn có các tinh thái âm chiếu mệnh nên đời sống tinh thần có nhiều sự cải thiện tích cực. Trong năm 2024, các phương diện cuộc sống ít nỗi buồn muộn phiền, có thể yên tâm làm việc của mình. Tiền bạc không cần phải quá căn ke, bản mệnh có lộc về đất đai, có thể tập trung làm ăn theo hướng này, nhưng chớ nên bất chấp. Ngoài ra, nhớ chú ý nghỉ ngơi, ăn uống hợp lý, thường xuyên tập thể dục và đi khám sức khỏe định kỳ để chủ động trong việc phòng tránh bệnh tật. Vận niên năm 2024 của tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, nữ mạng. Năm 2024, tuổi Bính Thìn nữ mạng gặp vận niên Ngưu Hồi Sơn. Ngưu Hồi Sơn nghĩa là trâu về núi, ở núi tuy không có cỏ để ăn, nhưng vẫn có lá cây non và xa loài người thì tấm thân đỡ khó khăn, vất vả. Trong năm này, bản mệnh nên cẩn trọng trong việc làm ăn, chắc như đinh có lợi thì mới nên làm. Bản mệnh trong năm có nhiều thời cơ tốt cho kinh doanh, thương mại, cầu quan lộc được chức nhỏ, xuất hành đi xa càng tốt. Tuy nhiên, bản mệnh cần đề phòng ốm đau, tai nạn thương tâm, tình cảm riêng tư của bản mệnh có chút trộn lẫn, cả hai nên tin cậy lẫn nhau. Ngoài ra, nhiều người có tin vui song hỉ thêm người. Xem vận hạn năm 2024 tuổi Bính Thìn nữ mạng theo tuổi âm. Tam tai năm 2024. Năm cuối tam tai là một năm để hồi phục và trở mình mạnh mẽ trên bước đường công danh, sự nghiệp và tài lộc của bản mệnh. Năm này tài lộc bắt đầu trở lại, Bính Thìn sẽ có cơ hội thăng tiến và nhiều may mắn hơn. Nhưng lưu ý trong năm này, bạn không nên kết thúc công việc quan trọng nào nhé. Kim Lâu năm 2024. Tuổi Bính Thìn không phạm Kim Lâu, nếu muốn tiến hành xây dựng hay mua bán nhà cửa đều được. Hoang Ốc năm 2024. Tuổi Bính Thìn không phạm Hoang Ốc khi tiến hành làm nhà trong năm. Tiểu kết, nữ mạng Bính Thìn bước sang năm tam tai thứ ba là năm của sự hồi phục, lại không phạm Kim Lâu, Hoang Ốc nào trong năm 2024 nên có thể yên tâm đứng ra lo liệu việc lớn trong nhà. Đánh giá chung về tử vi năm 2024, tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, nữ mạng. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, nữ mạng tuổi Bính Thìn, 49 tuổi âm lịch, được xét đoán trên nhiều yếu tố về ngũ hành bản mệnh, thiên can địa chi, sao chiếu mệnh, vận niên Ngưu Hồi Sơn cho thấy đây là một năm tương đối tốt đẹp.
tuy là năm hạn tuổi nhưng có ngũ hành bản mệnh tương sinh với năm mệnh, tứ trụ thiên hòa địa hợp, vận trình tài lộc năm nay no đủ, hạnh phúc, cầu được ước thấy, sự nghiệp thăng tiến. Sau đây là những dự báo hung cát trong vận trình xuyên suốt năm 2024 của tuổi Bính Thìn, nữ mạng trên các phương diện chính cụ thể như sau. Về mặt sự nghiệp, tử vi Bính Thìn nữ mạng năm 2024, sự nghiệp có bố cục kiêu thần đi vào cung mệnh, kiêu thần hay còn gọi là thiên ấn. Nó mang trong mình số mệnh bất phàm, nghĩa là tử vi người tuổi Bính Thìn năm 2024 sẽ khá đặc biệt. Về công việc, bạn phát huy được năng lực của chính mình, ý tưởng sáng tạo độc đáo, có khả năng lĩnh ngộ cao nên dễ dàng đạt được mục tiêu, công việc đề ra. Tuy nhiên, thái tuế trong năm thúc đẩy cái tôi của con giáp này bành trướng thái quá, thiếu đi sự quan sát tổng quan, kèm với đó là phá hủy các mối quan hệ xã giao. Lời khuyên dành cho bản mệnh là lúc nào cũng cần phải cân bằng trạng thái tâm lý, tránh manh động, kẻo công việc gì cũng hỏng. Mưu sự trong năm tuổi phải tính toán thận trọng, việc không chắc thì không làm, nhất là đừng a dua theo người khác, hành sự nhất định phải cẩn thận, đề cao tinh thần cảnh giác trong mọi tình huống. Nhìn chung năm 2024 sẽ là một năm nhiều thách thức, cùng với đó là cơ hội cho con giáp này, nếu khó khăn đã không thể tránh khỏi. Thay vì buông xuôi, hãy cứ thẳng thắn đối mặt để khai phá thêm tiềm năng của bản thân, bứt phá giới hạn. Chỉ khi rèn cho bản thân khả năng thích ứng nhanh, bạn mới có thể giảm thiểu hung hiểm do thái tuế gây ra. Trong vô vàn tác động tiêu cực, vẫn còn hy vọng cho tuổi Bính Thìn khi cát tinh thiên ấn đồng hành, bản mệnh cứ phấn đấu hết mình, sẽ có ngày thành công tới. Về mặt tài vận của tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, nữ mạng, năm 2024. Tử vi Bính Thìn năm 2024, về tài lộc nữ tuổi Bính Thìn, sẽ có nguồn thu nhập đảm bảo. Ngoài ra, sự nhạy cảm của bạn với tiền bạc cũng mạnh hơn rất nhiều, nên cơ hội kiếm tiền luôn bày ra trước mắt. Bạn có sở trường là điều tra, tìm hiểu, nên việc nắm bắt tin tức đầu tư, sinh lời luôn mang về cho bản mệnh nhiều khoản thu bất ngờ. Tuy nhiên, thầy tử vi cũng nhắc nhở con giáp này, dù có kiếm được tiền, cũng phải tiết kiệm, tích lũy cho riêng mình một khoản để đề phòng những bất trắc rủi ro có thể xảy ra. Trong năm 2024, vấn đề lựa chọn đối tác làm ăn cũng chớ nên qua loa, thái tuế có thể gây ra tranh chấp liên quan tới tiền bạc. Nếu nổ ra xung đột, bạn có thể sẽ là bên chịu nhiều thiệt thòi hơn cả. Do đó, bạn cần hết sức cẩn trọng khi chọn người hợp tác làm ăn. Đặc biệt, với người thân hay người có quen biết, nếu là dự án đang được thực hiện dang dở, nên chú trọng chi tiết, tiến hành từng bước, tính toán kỹ lưỡng cái lợi, cái hại, làm đến đâu chắc đến đấy. Bạn không nên chủ quan, quen tay quen việc mà nhảy cóc công đoạn, bởi trong năm vận khí sa sút, chuyện xui rủi có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nóng vội khiến bạn mất cả chì lẫn chài. Bên cạnh đó, vật giá leo thang, nhu cầu cuộc sống ngày càng cao, những chi phí phát sinh thường nhật theo đó ngày càng nhiều, đòi hỏi bạn cần có cách chi tiêu, quản lý tài chính hợp lý, bằng không khó tránh cảnh vay mượn, nợ nần. Về mặt tình cảm, gia đạo của tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, nữ mạng, năm 2024. Tử vi Bính Thìn nữ mạng năm 2024, về mặt tình cảm sẽ không được tốt như các mặt còn lại. Bạn có thiên hướng cô độc và rời xa cộng đồng. Trong tình yêu, người này không thuộc trường phái cống hiến, đối với người thân trong nhà thì rất nghiêm khắc và lạnh nhạt, bạn luôn toát ra một cảm giác khó gần gũi. Trong năm, bạn cũng cần chú ý hơn đến trạng thái tâm tư cũng như cảm xúc của đối phương. Vợ chồng sống với nhau cả đời, đừng vì cảm xúc bột phát nhất thời mà hành xử gây tổn thương cho người kia. Đặc biệt, cần tránh chê bai nhau mà dẫn đến mất hòa khí, không khí gia đình nặng nề. Về mặt sức khỏe của Bính Thìn, sinh năm 1976, nữ mạng, năm 2024. Tử vi Bính Thìn năm 2024 nữ mạng, về mặt sức khỏe, là năm mà dạ dày và da của bạn sẽ gặp nhiều vấn đề, có điểm họa huyết quang, nên cần phải cẩn trọng. Bên cạnh đó, cần tăng cường luyện tập thể thao, điều chỉnh chế độ ăn uống khoa học để nâng cao sức đề kháng cho cơ thể, tăng khả năng miễn dịch và phòng chống bệnh tật. Bạn có thể áp dụng các bài tập khí công, yoga, dưỡng sinh để cải thiện sức khỏe cho mình quý vị nhé. Ngoài ra, bạn cũng nên kiểm soát cảm xúc, tránh các tình huống va chạm, cãi vã, kẻo xảy ra xô xát, dẫn tới họa huyết quang. Trong mọi tình huống, con giáp này không nên quá kích động hay ương bướng, bạn nên tỉnh táo và suy nghĩ nhiều hơn, đồng thời lắng nghe ý kiến từ bạn bè xung quanh.
hóa giải vận hạn theo phong thủy năm 2024 dành cho nữ mạng tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976. 1. Cách kích hoạt các tính của sao Thái Âm bằng phong thủy. Đồ phong thủy nên sử dụng các đồ dùng hoặc vật phẩm phong thủy bằng vàng, bạc hoặc trang sức có màu đen, xanh biển, ánh kim hoặc trắng như thạch anh trắng, thạch anh đen, đá mặt trăng, topaz, thanh dương, đồng thời hạn chế sử dụng các đồ trang sức hoặc vật phẩm màu, xanh lá cây hoặc vàng, nâu. Nên tiến hành đầu tư, kinh doanh hoặc buôn bán bất động sản. Trong năm được sao Thái Âm chiếu mệnh, bạn gặp được nhiều vận may về tài lộc, vì thế nên tranh thủ tiến hành những kế hoạch lớn, ắt sẽ thuận buồm xuôi gió, nhận được sự giúp đỡ của nhiều người. Tu thân tích đức, hãy luôn đối xử với mọi người xung quanh một cách chân thành, không vụ lợi. Bản mệnh tốt bụng, không ngại ngần giúp đỡ người khác thì cũng sẽ nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh, dù gặp khó khăn cũng không lo không vượt qua được. 2. Cách giải hạn huỳnh tuyền năm 2024. Về sức khỏe, nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe bản thân, đồng thời cần lập chế độ ăn uống và rèn luyện thể thao hợp lý. Đối với người bị cao huyết áp, cần áp dụng chế độ dinh dưỡng riêng biệt, giảm lượng muối, mỡ và chất kích thích. Vì những thực phẩm này rất có hại cho bệnh nhân cao huyết áp, tai biến đột quỵ. Công việc làm ăn hạn chế làm ăn xa nhà, nhất là những việc liên quan đến sông nước, tránh đi lại bằng phương tiện đường thủy, không may tai nạn bất ngờ xảy ra, làm nguy hại đến tính mạng. Tốt nhất không tham gia du lịch biển, đánh bắt xa bờ, đề phòng tai bay vạ gió. Trong năm đương số không nên đứng ra bảo lãnh, bảo chứng cho bất cứ ai, kể cả người quen biết, không may tai bay vạ gió, nhẹ thì mất mát tiền của, nặng thì tiền mất tật mang. Cuối cùng là thông điệp may mắn dành riêng cho tuổi Bính Thìn, nữ mạng trong năm 2024. Cuộc sống càng ngày càng khắc nghiệt hơn, điều quan trọng là phải tự mình học được cách đối mặt với những thử thách trong cuộc sống, lấy đó làm động lực, rèn luyện bản thân, ngày càng vững vàng, trưởng thành trước sóng gió. Cách vượt qua khó khăn là đi xuyên qua nó, đối mặt với khó khăn chớ nên rối trí, cứ xem đó là cơ hội để chúng ta rắn giỏi, cứng cỏi hơn và trưởng thành hơn. Với một tâm thế sẵn sàng, luôn tự tin vào khả năng vượt qua của mình, ắt hẳn bạn sẽ thấy nhẹ nhàng hơn nhiều và dễ dàng tìm ra cách để giải quyết những vấn đề khó khăn đó. Điều quan trọng là không khó khăn nào là mãi mãi và thực tế là hết khó khăn này sẽ đến khó khăn khác, hãy xem đó là lẽ thường của cuộc đời này. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về 3 cơ hội vàng giúp tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, nữ mạng, đổi đời giàu có hơn người trong năm Giáp Thìn 2024. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ gặp được nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.